Ủa, anh lâu quá không tới chơi. Dạo này công việc của anh bận nhiều quá em. Bữa nay anh rảnh hả? Bữa nay anh biết rảnh. Dạ, bữa nay em có bạn mới chị Thuyền. À, ok, bạn mới à? Thì cứ giới thiệu cho anh đi, có gì anh chi phần trăm cho nhá. À, bé Trang hay anh đừng nói tuổi nữa. Chào. Anh đừng nói tuổi nữa. Sài Gòn đấy. Anh đừng nói tuổi nữa. Ra Sài Gòn. Sài Gòn đấy. Vô nghề là khoảng 6 năm rồi. Ờ, nói chung là có kinh nghiệm. À, vô cận bé nè em. Thấy được không? Cái gì vậy? Dễ thương không? À? Nói chung là dễ thương nhưng mà mình thấy còn cái nét được không? Cái nét dễ thương, phúc hậu lắm. Dạ. Dạ dễ thương. Dễ thương. Anh nói tuổi em ra sao lại giống như vậy? Hả? Không được tới tuổi. 17 tuổi. Ờ, tự nhiên cái mới tuổi ra luôn rồi. Thì nó nói đâu sao đâu em thực sự. Ai biết đâu. Bé nó 35 tuổi nhưng mà nó giấu. Qua nó trước năm tuổi. Đúng rồi. Thì phải chip mà cái tuổi trước. Em 94 nha. Em 94. Được. Được anh ơi. Hôm nay là đi làm. Nhưng mà anh có chấm chưa? Từ từ để cho anh xem nhiều đối tượng khác nữa chứ. Đây. Đây là bé này là bé này mới 17 tuổi. Hello. Nhưng mà con gái 17 tuổi không bả tới 38 tuổi rồi. Dạ, anh thấy chị này được không anh? Xin không? Quy phái sang trọng quá. Chỉ là thành đạt rồi nhưng mà chỉ làm để kiếm tim thôi. Làm gì đam mê? Đam mê kiếm tim. Đam mê không vừa quá đâu là. Chỉ thì nhiều lắm. Đó, thấy cao sang quý phái không? Dạ. Độc lạ luôn anh. Ok không? Quá ok. Đó, cái này nhưng mà không tiện. Cái này thì để dành chân mình thấp hơn, chi phí thấp hơn, chi phí nó thấp hơn mấy kia nó cao hơn, đúng không? Nói chung là ai được anh giới thiệu là được hết á. Mình... còn nhiều lắm, mình đi từ từ lắm, qua ông chồng, qua ông chồng. Đây là Hồng. Ồ, Hồng mà lại mặc áo vàng hả? Dạ. Quê ở Thanh Hóa. Em chưa qua vậy thì nha. Này làm nghề cũng được chưa qua vậy thì mấy năm rồi. Mấy năm. Ô. Kinh nghiệm nhiều lắm. Ô, kinh nghiệm đầy mình. Chưa có bạn trai, chưa có chồng luôn. Tại chưa qua tuổi thì đi. Mình làm thì bị đam mê. Nhớ chị quá hay sao? Nhớ chị quá. Đứng yên sao không được đi đâu. Ôi giời ơi, ngoài nước thế nhỉ. Được không anh? Được anh. Chị này thì chi phí cũng thấp luôn. Ồ, chi phí thấp. Dạ. Nếu mà hàng đẹp và chi phí thấp thì vẫn quay lại đi. Không, nhưng tại vì người ta yêu mê đam mê nghề. À, đam mê. Kiểu mà tới giờ cuối tới tuần bảy đam mê nghề á. Chuyện động cái khô đúng không anh? Dạ. Thế giờ giờ sắp hết hạn sử dụng rồi. Tại vì không có hết hạn. Rồi. Đây là bé Vi. Đây. Bé này thì có mới 17 tuổi à. Từng Vi kinh võng. Này nhỏ nhỏ nhìn nó sao anh kiểu thế? Hợp không? Đến từ Quảng Ninh anh? Không, này Thái Lan. À, Thái Lan em tưởng đến từ Quảng Ninh nhé. Đến Thái Lan, đen ngầm ngầm thôi. Nhưng mà dễ thương lắm. Nhưng mà bé nó qua Việt Nam làm lâu rồi. Ồ. Anh này cũng mấy năm rồi, nói tiếng Việt cũng sành sỏi lắm. Em biết nói tiếng Việt Nam không? Biết ta. Nói gì vậy? Ồ, nói rõ nha anh ạ. Chuẩn nha. Anh thấy được không? Bé này dễ thương. Bé này thì giá nó cao. Nói chung cao cũng được vì bắt em ngày xưa là bắt em bốc nước mấy lần vậy đó. Dạ. Cái này cao. Chú. Một ngày là một ngày một đêm là khoảng 1.000. Ồ, 1.000 đô hả? Dạ. Ồ, 1.000 đô á. Dạ. Anh thấy sao? Thôi em thấy là hơi chát. Dễ thương mà. Biết là dễ thương rồi nhưng mà thôi mình cứ đi tiếp đi. Cứ từ từ mình sẽ xong. Đây là nét luôn đi em ơi, 1.000 đô mà em không có tiền là em làm sao mà tới được của chị được. Chị mới đi Thái về 8 giờ. Về miếng chuyện nhớ về. Ừ. Chị mới đi Thái về. Đúng hình tượng, hình mẫu lý tưởng của em đây rồi. Chị mới đi Thái về hết 8.000, bây giờ em phải 10.000 mới được. Này là đây 1.000 mà hai lứa rồi. Đây là hai lứa rồi. Là nhìn to khỏe như vậy chắc là sơ khỏe anh hơn một con trâu cũng có thể cày vừa được mấy chục sinh sản dễ thương luôn anh. Vậy khuôn giác em được. Cái này là thị trường đang tiêu thụ quá à, thích lắm á. Mấy người tới là đẹp đều kêu tên đều gọi chị bóc chị nhiều lắm rồi, nhiều lắm, ai tới là cũng bóc. Còn hàng cái bên còn đỉnh nữa kìa. Né qua cho qua. Ui đẹp có mọi người. Này lưu nhân viên đó như thường cho đây cho chuẩn bị thi hoa hậu đó. Hàng mới tuyển của em mới cho ra. Mới đi ra lò ấy. Dạ. Anh thấy sao? Được không? Đẳng cấp lắm. Dễ thương không? Này quá đẹp. Miền Tây, miền Giang. Mới có người 18, 20 tuổi à?
tuổi. Tưởng 13 tuổi là ở tù hết rồi. Ồ, sao anh? Quá tuyệt vời anh ạ. Em đó là vui vẻ. Ok anh. Đá là chưa? Dạ, mới mới nói hàng. Cho nhân cho. Ok. Ngày qua tiếp anh. Đây. Hôm nay anh sưu tầm nhiều nhận. Đây là Diệu Thiện, mà bạn này mới ở chùa đá. Ở chùa. Đây dễ thương không? Trời ơi, cái cọc đó dễ thương lắm mọi người. Đây là cũng là mới làm được 2 năm, 1 năm rồi. 1 năm hả? 1 năm. Dạ. Anh thấy sao? Anh thấy bé là đồ đô nhất. Dạ. Đồ nhất á. Ồ, mẹ á. Dạ, dễ thương nào. Nhưng mà bé nó ít chuyện lắm, tiền lắm. Mới làm nên ngại. Chừng bây giờ chế độ luôn. Nói chung là nhìn mặt rất là dễ thương và hiền lành. Mái tóc cái màu men kia nó, men kia nó trốn rồi. Ê gái. Gái. Nhỏ này mới 15 tuổi à? Ô 15 tuổi à? No no no. 15 tuổi. No. Nhưng mà nó làm tốt lắm. Tốt hay không tốt thì 15 tuổi no. Dưới. Anh gán tạo điều kiện cho em nó có tiền đi học. Đừng bóc lột chứ nó đọc này. Thiệt. Em nó dễ thương lắm anh. Làm đó. Dạ. Nhưng mà nó làm nhỏ quá. Không, nhưng mà đâu này công việc này có gì đâu. Nó làm được mà. Nhưng mà cháu nó không lý cho lắm thôi. Rồi bây giờ cuối cùng chọn ai? Tôi đã chọn được một đây. Đây, mặt cũ này. Bạn nữ, anh được gọi là bạn. Cái gì chọn gì em? À, em là quyết định là chọn chị. Trời ơi, em ơi, trong cái lúc mà em đi là có người sắp bút chị rồi. Trời ơi. Ừ. Rồi được giá, mà thấy được là tao bút liền chứ. Chị đâu có phải là đứng đợi, không đợi em vậy được nha. Rồi kiếm người khác đi coi chị. Thôi, cái này là mối quen vậy. Mối quen mà. Không, chị là có nguyên tắc của chị. Thôi, nói chung là mai đi, đi đóng phim đi. Mai đóng phim, mai đi diễn phim đi làm cái phim hot lắm. Nữ chính, nam chính này, phải có nữ chính. Đi đóng phim. Đóng phim. Anh nhớ tới chuyện đó quay phim chứ tưởng chọn cái gì. Thì đó, chị đó là quay phim, người ta bút chị quay phim rồi. Trời ơi, mai nó phù hợp không? Mai nó phù hợp mà. Nhưng mà ngày mai chị có lịch quay rồi. Ngày mai chị quay ở tòa án nè, với lại ở bên trường. Còn gì đẹp nữa ta? Ai... Thôi, để có gì gì khác gọi ra khỏi luôn. Gọi luôn. Kiếm đi, mà sao kiếm... kiếm được những vai khác nữa. Đó, không có gì các bạn, tôi vừa đang quản lý các bạn chuyên đóng vai phụ, rồi vai này kia. Quần chúng, cái cha ai, quý vị khán giả ai mà có cái cần đóng phim, cũng cần đóng phim, em đi ca nhạc hay gì đó ha. Cải lương hay gì đó, hút cung vừa, sẽ giới thiệu cho các bạn những diễn viên đầy tài năng. Đó. Quá sao không hả? Xong rồi. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả nha. Cảm ơn quý vị các bạn nha. Anh mặc cái này trước.